Niềm vui của nhóm sắc màu được nhân đôi khi sự trở lại của Lizzy đã khiến cho nhóm có thêm nhiều động lực quyết tâm. Sau khi biết được nhóm sắc màu tham gia thi tuyển vào Big Lion, nhóm Superstar cũng đã lên kế hoạch tham gia và giành chiến thắng trong cuộc thi. Song song đó, sau khi hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Kim là thật lòng, Gin đã cố gắng tiếp cận rút ngắn khoảng cách với Kim, nhưng anh chàng lại thất bại. Ngược lại với Gin, thì cậu bạn thân Ken đã dùng tình lừa tiền của bạn ngây ngô Mirai. Vậy kế hoạch xấu xa của Ken có thành công và cuộc chiến giữa hai nhóm sắc màu và Superstar sẽ có kết quả như thế nào? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo. Thôi được, chú sẽ giúp tụi con thắng trong cuộc thi và Big Lion lần này. Con cảm ơn. Chào mừng bà đến với Superstar của tụi tôi. Đắn đo gì nữa, ký đi, anh sắp xếp hết rồi. Không biết sao hả? Nhìn có kỳ lắm không? Không, tôi thấy đẹp mà. Nhìn bà trong phong cách tỉ mị này, xinh lắm đó. Đúng rồi anh Na, style này hợp với bà nè, xinh lắm. Nhưng mà tôi thấy không có thoải mái gì hết trơn á. Thôi, tôi thay bộ đồ khác nha. Ê, không được, không được. Bà phải mặc như vậy từ bây giờ luôn, mày quen được chứ. Đúng hả, bà phải kiên trì lên chứ. Nhưng mà tôi thấy không có tự tin. Trời ơi, mỗi việc thay đổi thôi mà làm cũng không được thì sao mà có được tình cảm của người ta được chứ. Đúng rồi, ráng đi. Nè, mấy bà cũng đừng có ép Anna. Tại vì phải cho thời gian để Anna thích nghi chứ. Chừng nào mà bà tự tin á thì bà sẽ mặc cái này ra đường, đúng không Anna? Đúng rồi đó. Chứ tôi thấy không thoải mái gì á. Vậy thôi, bà lấy bộ đồ đó về đi, rồi cầm mỹ phẩm này về tập xài từ từ. Mấy mốt chừng nào quen rồi thì bà đi ra đường cũng được hả? Thôi thôi, đồ của bà mà sao tôi lấy được. Rồi, yên tâm, mi ra nhiều đồ lắm, bà cứ lấy đi. Không lấy tôi giận bà. Vậy thôi, tôi nhận. Mà thôi, tôi có việc gấp, tôi phải về nha. Bye bye mọi người, tôi đi á. Về đi. Ba Anna. Ê, gì? Bộ tính như Anna hoài sao? Đóng tiền ăn tháng này để tôi còn đi chợ nữa. Đúng rồi ha. Tiền ăn tháng này nè. Tháng này 500 hả? 500 đi ha. Tôi còn nhiêu đây à? Tôi cũng vậy. Đây. Đi gì? Ủa Mirai, còn bà thôi đó. Tôi là mất tiền ăn tháng này rồi. Mất? Là sao? Mất nữa hả? Trời ơi, sao ba bất cẩn quá vậy? Gia đình ba bây giờ đã khó khăn rồi mà ba cứ đoán như vậy thì sao không có tiền sai luôn á. Có thể là bà làm mất hay là đem đi tên Ken vậy? Bà nói gì vậy? Nghĩ sao mà tôi đưa tiền cho tên đó nữa? Bộ mấy bà không tin tôi hả? Tôi nói là tôi mất tiền thiệt đó chứ bộ. Mirai, bà bình tĩnh đi. Tụi tôi có nói là tụi tôi không tin bà đâu. Thôi được rồi, xin lỗi. Không phải tôi nặng lời với bà là la gì bà đâu. Mà tại vì tụi tôi thấy lo cho bà quá. Lỡ mất rồi thì thôi, lần sau ba nhớ cẩn thận hơn là được. Còn tiền ăn tháng nay thì để tụi tôi góp giùm cho ba. Dù gì bà cũng giúp tụi tôi có chỗ ở mà. Tụi tôi đóng tiền ăn một tháng thì có gì đâu. Đúng rồi đó. Thôi, đừng giận nha. Cảm ơn mấy bà. Yên tâm, đừng lo. Chú Vũ Hải cũng là nhân viên cũ của ba tôi. Với cả nhìn bề ngoài thì cương trực thế thôi, chứ đối với ông ta tiền mới quan trọng. Thế nên ba tôi mới không giữ ở lại công ty đó. Chú Vũ Hải. Dạ, tụi con chào chú.
Hai đứa là... À, dạ, đây là bạn học cùng trường của con hiện tại ấy ạ. Chào hai con. Ellie à, ủa, sao bữa nay con hẹn chú ra đây vậy? Dạ, con có việc muốn nhờ chú. Nhờ chú? Trời ơi, chỗ chú cháu không à. Có chuyện gì con cứ nói, giúp được là chú giúp liền mà. Dạ, con muốn chú giúp tụi con đậu vào Big Leon lần này ạ. Sao? Big Leon à? Sao tự nhiên con lại muốn thi vào Big Leon? Chú nhớ không lầm là ngày trước con muốn vào công ty giải trí quốc tế mà. Thì tụi con muốn thằng nhóm sắc màu ạ. Ý con là sao? Dạ, tụi con muốn chú nói một tiếng với thầy huấn luyện ở bên Big Leon, sẽ làm thầy hướng dẫn cho tụi con ạ. Dạ, ngoài ra thì tụi con muốn là đạt được số điểm cao nhất của ban giám khảo. Và đặc biệt là phải cao hơn nhóm sắc màu ạ. À, thì ra là vậy. Nhưng mà chú hơi lo là... À, con có món quà muốn gửi chú, mong là chú sẽ thích. À, mày đâu biết không, cái chuyện điểm số của ban giám khảo nó chỉ chiếm 50% thôi. Điều quan trọng nhất vẫn là chỗ khán giả, chỗ người xem. Nên chú e là... Chú đừng lo, tụi con đã lo liệu việc này hết rồi. 50% đó tụi con lo xong rồi. Nhưng nhóm sắc màu là một nhóm có tài năng và thực lực thực sự. Bởi vì vậy nên công ty của chú mới mời tham gia đợt này. Với lại mấy em ấy đang có một lượng fan rất lớn trên cộng đồng mạng, nên chú không thể... À, con quên mất, ba con cũng gửi quà cho chú đó. Quả không hổ danh là con gái của ông chủ kinh doanh đá quý. Con rất là giống ba con, rất là quyết đoán. Chú thích cá tính của con rồi đó. Thôi được, chú sẽ giúp tụi con thắng trong cuộc thi và Bích Lê lần này. Con cảm ơn. Thôi, để chú sắp lịch với huấn luyện viên, xong rồi liên hệ với tụi con sau nha. Dạ. Chú về trước. Con chào chú. Con chào chú. Yes. Vậy là tụi mình có cơ hội thắng sắc màu rồi. Mọi người đã suy nghĩ được gì chưa? Chưa nữa, tôi nghĩ nát óc luôn rồi. Ừ, tôi cũng vậy á. Tôi không nghĩ được cái nào hay hết á. À, hay là mình lấy chủ đề về chó mèo đi. Chủ đề về động vật, nó vừa đáng yêu mà cũng dễ truyền tải cảm hứng đến cho nhiều người yêu động vật hơn nữa. Thôi, nghe kỳ quá à. Không có liên quan gì tới âm nhạc hết. Giống như là đang tuyên truyền bảo vệ động vật vậy á. Hay là mình lấy về tình yêu. Tình yêu gia đình, tình yêu bạn bè, yêu nam nữ và cả yêu nữ nữ nữa. Nữ nữ, bà là coi phim bách hợp nhiều nên là giờ nhiễm luôn rồi đó nha. Tôi thấy cũng hay mà, cũng dễ làm nữa. Chính vì dễ như vậy á nên nhiều người làm, rất là khó gây được ấn tượng cho ban giám khảo và khán giả. Vậy sao điểm nó thu hút được ban giám khảo ta? Chào mấy đứa. Chào anh chị. Hello. Ê chà chà, coi kìa mọi người ơi, cặp tình nhân mới tình cảm chưa kìa. Ủa, mấy đứa biết hát rồi hả? Sao mà không biết được, từ khi hai người quen nhau, ngày nào cũng quấn lấy nhau như xám vậy đó. Mà anh chị quen nhau cũng không nói gì cho tụi em biết, để còn ăn mừng nữa chứ. Nghe nói có người yêu mà không khao thì sẽ bị... Ôi, ba đi vô chưa? À, anh chị mà quen nhau mà tru người ta chia tay rồi. À, bà còn vô duyên hơn tôi nữa. Đúng rồi đó, bà tối ngày chỉ nghĩ ăn uống thôi, không lo mà nghĩ chủ đề đi. Thôi mấy đứa bình tĩnh, chị hứa là chị sẽ dẫn mấy đứa đi ăn nè. Ủa nhưng mà mấy đứa đang nói về chủ đề gì vậy? Tụi em đang suy nghĩ chủ đề để tham gia thi tuyển vào công ty giải trí Big Lion đó chị. Big Lion hả? Sao nghe lạ vậy ta? Công ty giải trí hả tụi em? Dạ. Bên công ty ấy gửi mail cho bọn em, mời nhóm tụi em tham gia. Quy mô của cuộc thi ấy cũng khá là rộng ạ. Ủa? Vậy thì tụi em phải vui lên chứ, sao nhìn đứa nào nấy rầu rĩ quá vậy? Tại vì tụi em chưa nghĩ ra được chủ đề.
Chị nghĩ là tụi em nên làm một cái chủ đề nào đó mà nó hơi độc đáo một tí nè, nhưng mà đi kèm theo đó và vẫn phải thể hiện được cái màu sắc riêng của từng người nè, cái phong cách riêng của từng người nè. Và quan trọng nhất là khi những cái riêng đó kết hợp lại với nhau thành một tập thể vô cùng hoàn hảo, thì chị nghĩ như vậy mới gây được ấn tượng với ban giám khảo nha. Chị Thiên Di đúng là người có kinh nghiệm mà. Chị nói câu nào là khai sáng cho tụi em câu đó liền luôn. Tụi em cảm ơn chị nhiều lắm. Không có chi. Hay là anh Nam Phong, chị Thiên Di làm cố vấn tập luyện cho tụi em đi. Đúng rồi đó. Được anh chị làm cố vấn cho bọn em á, bọn em sẽ tự tin hơn và có người hướng dẫn bọn em tập luyện nữa. Đi mà. Em năn nỉ á. Thôi được rồi. Anh chị sẽ giúp đỡ tụi em. Yeah. Tốt rồi. Mà anh chị không chỉ cố vấn với tụi em nha, mà nhóm của chị cũng sẽ giúp cho nhóm của tụi em làm một cái clip dự thi thiệt là hoành tráng luôn. Vậy có gì? Thiệt. Vậy tốt quá. Cạn ly ăn mừng đi. Yeah. Ba phải tự tin lên đi chứ. Nếp á, làm tôi hết hồn á. Bà xinh đẹp như vậy mà không tiện lên phía trước là uổng lắm anh nha. Nhưng mà tôi sợ quá à. Lỡ tới đó anh Đình Trọng từ chối chắc là quê lắm luôn á. Hay thôi không tới đó nữa. Ý sao ba dễ dàng bỏ cuộc quá vậy? Ba không tới thì làm sao biết người ta có thích ba hay không? Nữ tỉnh lên. Đi nữ tỉnh lên coi. Đình Trọng. Chặt chân rồi. Để sắp đưa Na lên phòng y tế nhá. Thôi không sao đâu. Thật không sao không? Mà Na hôm nay nhìn hơi lạ nha. Khác mọi ngày quá. Tại vì hôm nay lớp tôi có tiết học make up với lại làm tóc nên hơi lạ xíu. Ra là thế. Nhưng mà Trọng thấy Anna có vẻ hợp với style này hơn á. Thật không? Thật. Thôi, để Trọng hướng dẫn Anna làm bài tập hôm qua nha. Mấy bà tìm tôi có chuyện gì hả? Nghe nói á là bà đăng ký thi tuyển vào Big Lion đúng không? Ừ, thì sao? Vậy bà có muốn tham gia cùng tụi tôi không? Ý bà là sao? Ý tụi tôi là mời bà cùng dự thi với tụi tôi đó. Ừ, đúng rồi đó. Với lại tụi mình lập nhóm thì như vậy có lợi hơn là việc bà thi cá nhân á. Tụi tôi còn thuê được huấn luyện viên bên Big Lion về tập cho chúng tôi nữa. Với cả máy móc rồi ekip quay xịn sò. Như vậy cơ hội chiến thắng sẽ nhiều hơn. Mấy bà thiệt sự muốn mời tôi hả? Đương nhiên, bà có tài, tụi tôi cũng có tài, cộng thêm việc tụi tôi có giáo viên giỏi thì lại gì sợ thua ai. Thôi được rồi, nếu mấy bà có lòng thì tôi đồng ý tham gia với mấy bà. Vậy thì chào mừng bà đến với Superstar của tụi tôi. Vậy khi nào tập luyện được vậy? 10 giờ cuối tuần này. Còn địa điểm thì tôi sẽ báo bà sau nha. Bà nhớ đến nha. Ok. Đắn đo gì nữa. Ký đi, anh sắp xếp hết rồi mà.
Thôi, bây giờ ở đây coi như là hợp đồng đã xong. Dạ. Còn đây là số tiền 10 triệu của hai đứa em á. Cảm ơn anh em nhiều nha. Trời, đợt này mà không có anh á, em không biết sắp xếp sao luôn á. Chú mày dài dòng quá, anh em của mình mà. À, anh nhắc, nhớ trả lại đúng kỳ hạn cho anh nha. Mấy cái đó thì anh yên tâm, em mà uy tín đó giờ.